đấu của chúng ta được bắt đầu. Vâng, và như vậy là thi đấu đầu tiên giữa Tự Do và Phạm đã được bắt đầu. Vâng, và như vậy là thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Tự Do và Phục Phạm đã khép lại. Giữa Tự Do và Phục Phạm đã được bắt đầu. Thi đấu này thì có lẽ là Phục Phạm sẽ kỹ hơn với những đòn tấn công của mình. Vâng, và như vậy là hiệp thi đấu cuối cùng, hiệp thi đấu thứ ba, trận đấu giữa Tự Do và Hùng Phạm đã được bắt đầu.
vô cùng thú vị, rất mãn nhãn, đậm tính chất biểu diễn rồi các bạn. Ok, cảm ơn Tự Do và cảm ơn Hùng Phạm. Và cảm giác của Hùng như thế nào? Bây giờ mới phỏng vấn nè. Được biết đến với Do thì mình rất là vui, tại vì Do là một vận động viên chuyên nghiệp và không phải ai cũng có cơ hội được lên sân khấu đến bây giờ, cho nên là mình cũng thấy rất là đã. Mặc dù mình ăn mấy cú mình hơi đau đấy, nhưng mà rất là vui và cảm ơn Do hôm nay đã nương tay. Ok, đó là những cái lời chia sẻ, nó là rất chân tình của Phong Phạm. Hôm nay thì Do thấy đã không? Vậy mọi người có thể cho Hùng Phạm một kẹo tay to hơn đi không ạ? Thật sự là trải qua 3 hiệp đấu á, thì hiệp nào thật sự là mình cũng có một cái sự lo lắng. Tại vì cái đòn của Hùng rất là nặng. Chúc mừng Hùng. Thật sự là rất là cảm ơn cái trận đấu này và thật sự là quá đẳng cấp đúng không ạ? Mọi người thấy sao? Vâng, và ngay trên tay của tôi đã có được kết quả của trận đấu này. Người chiến thắng của trận đấu giữa Hùng Phạm và Tự Do đó chính là, xin được chúc mừng Nguyễn Trần Tự Do. Vâng, và xin mời trọng tài trao đai vô địch cho Nguyễn Trần Tự Do và trao cúp lưu niệm cho người còn lại là Hùng Phạm. Của chương trình đồng vật Trang Gần lần này, mà có một cái điều mình muốn gửi gắm cho tất cả các vận động viên boxing của Việt Nam là các bạn hãy thật sự là nỗ lực, cố gắng và đến một ngày nào đó các bạn cũng sẽ nhận được cái đai mà đúng theo cái năng lực của mình. Một lần nữa xin chúc mừng Tự Do, cảm ơn Hùng Phạm rất nhiều. Rất cảm ơn hai võ sĩ của chúng ta.